Thưa quý vị, trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tỉnh Bến Tre có 81.217 lượt thí sinh dự thi tại 33 điểm thi ở các huyện thành phố Bến Tre. Thí sinh đến các điểm thi từ sớm, thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi, không có thí sinh giám thị coi thi vi phạm. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bến Tre có 12.071 thí sinh dự thi, trên tổng số 12.117 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 11.920 lượt thí sinh dự thi môn toán. Tỷ lệ đạt 99,8%, môn ngữ văn có 12.003 lượt thí sinh dự thi, tỷ lệ đạt 99,83%. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội có 22.701 lượt thí sinh dự thi, tỷ lệ đạt 99,81%. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên có 11.990 lượt thí sinh dự thi, tỷ lệ đạt 99,85%. Môn ngoại ngữ tiếng Anh có 10.524 thí sinh, tỷ lệ 99,87%. Tiếng Nhật có 1 thí sinh, tiếng Hàn có 1 thí sinh và tiếng Trung có 6 thí sinh dự thi. Toàn tỉnh có 166 thí sinh vắng mặt, trong đó môn ngữ văn vắng 21 thí sinh, môn toán vắng 24 thí sinh, môn tiếng Anh vắng 14 thí sinh. Đối với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên vắng 18 thí sinh, tổ hợp khoa học xã hội vắng 43 thí sinh và 46 thí sinh vắng không lý do. Năm nay, Bến Tre có 7 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo ghi nhận, các môn thi dựa tầm, phần nhiều nội dung nằm trong chương trình mà giáo viên đã ôn tập trước đó. Thí sinh có học lực trung bình trở lên đều có thể đạt điểm tốt. Với sự quyết tâm cao, các thí sinh tự tin làm bài vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay một cách suôn sẻ. Tâm lý của em cũng khá là lo lắng, tại vì trong cái ba môn tổ hợp này thì có một môn là môn lý, nó nằm trong tổ hợp khối A1 của em. Thì đối với em thì lý khá là khó, và tuy là hai môn kia em chỉ cần đủ điểm để qua môn thôi, nhưng mà em cũng đã cố gắng làm hết 30 câu đầu, làm đúng 30 câu đầu để 20 câu sau thì mình sẽ có thể là câu dễ thì mình sẽ có thể làm được, và những cái câu khó thì giống như là mình cứ khoanh thôi, mình sẽ không bỏ trống một câu nào hết. Thì sau khi mà em thi xong ba môn này thì em cảm thấy là rất nhẹ nhõm. Lúc mà em nhận được đề thi môn văn thì cảm giác của em hơi là bị hoang mang, bởi vì cái đoạn văn đó em chưa có hề nghĩ suy nghĩ tới, và nhưng mà em cứ lấy lại bình tĩnh và em làm bài chắc em cũng tầm được trên khoảng 7 điểm. Em cảm thấy đề thi môn toán là khá dồi sức với các bạn học sinh, là 40 câu đầu thì các bạn có thể làm rất là dễ dàng, còn 10 câu sau thì sẽ là phân bổ để cho các bạn có thể là phân bổ để cho các bạn lấy điểm thi đại học. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ thi được đảm bảo, các hoạt động tiếp sức mùa thi được tỉnh đoàn triển khai bài bản, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo tâm lý thoải mái và giảm áp lực cho thí sinh trong suốt thời gian dự thi. Đội đã chuẩn bị rất là nhiều, ví dụ như là sẵn sàng gọi điện hoặc đến nhà đón các bạn. Nhưng mà trong cái tâm thế thì các bạn đến cũng rất là đúng giờ, thì đó là một niềm vui thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn làm bài ra thì ai cũng thấy cũng niềm nở, cũng có những nụ cười tinh môi, thì tôi biết các bạn thì cũng làm bài rất là được, cũng ok, cũng đó là niềm vui thứ hai. Còn thứ ba nữa là về cái tinh thần chuẩn bị của các bạn thì mặc dù đội cũng có atlas là bút viết, nhưng mà các bạn mang cũng khá đầy đủ, không có cần kiểu như là không có ra nhà hỗ trợ nhiều, nhưng mà đó là không nhờ hỗ trợ nhiều, nhưng mà đó lại là niềm vui của đội. Thì chúng tôi đã được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đã chuẩn bị rất là nhiều cái nội dung để hỗ trợ các bạn thí sinh, như về nước uống, dụng cụ học tập cũng như là đội hình xe ôm tình nguyện để giúp các em học sinh có thể đến điểm thi kịp thời nhất. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước, có dự phòng cả những tình huống rủi ro có thể xảy ra, nên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.